Giống như cái này hay sâu không? Đấy, mua lại cho. Tuốt dưới cái bầu, tuốt dưới luôn. Quá trời sâu. Hơn một tấc. Là nó có cái ngắn này nè. Này giống trồng ở dưới xong rồi ốp mô lên quá. Đúng rồi. Đúng rồi. Cơ bản rễ nó có ra chứ không phải không có. Rồi nó liền thôi dưới luôn. Rễ nói chung là rễ nó có ra nhưng mà dưới đây cơ bản nó hơi bị bọng nè. Cơ bản nó hơi bị bọng. Rồi, gì nè. Cái này rễ nè không? Nè, rễ mít nè, nó có ra nhưng mà cơ bản nó hơi yếu nè. Mà rễ mình có gẹp sáp nữa nè. À, có gẹp sáp trắng nè. Cái gẹp này ngặt lắm, nói chung là con này nó ăn mấy cái rễ tơ á, nó mọc cái cọng bự bự này thì nó không có hút nước, cái cọng nhỏ 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 nó mới hút nước với dinh dưỡng lên nè. Nhưng mà cái không ổn của mình ở chỗ, ví dụ giờ cho ngay đây là cái mặt bầu đi. Thì từ cái mặt bầu này kéo lên đây tới mô bầu là khoảng tầm nhiêu đây? Khoảng tầm nhiêu đây thì đo tính ra, ví dụ như mình có gãy phân hay là cái gì thì cái này nó xuống đây thì nó phải thấm qua nhiêu đất đây thì nó mới tới cái vùng rễ này. Thì tới đây nó mới hấp thụ được. Mà trong khi đó ví dụ giờ mình tưới ở đây cho vô thì mình tưới xuống đi, đúng không? Tưới xuống lít thì nó ngấm xuống đây còn cái chừng có 100 ml gì vậy. Đúng không? Cho dẫn tới là nó chậm. Cũng như là cái bầu này mình trồng hơi sâu phải không? Đúng rồi, mình trồng hơi sâu. Thì bây giờ cái cách khắc phục của mình giờ là chứ mình ban cái này ra thôi. Giờ cũng như cái này mình ban, mình cứ ban cho thoải mái nè, ví dụ như cái mặt bầu nằm đây rồi, không à, mình ban tới đây được rồi nè, ban tới đây được là mình ban. Giờ cũng như cái này mình ban sổ đại ra, dỗ sổ đều ra hết. Cứ sổ đại hết trơn ngang, sổ đại hết trơn đi. Rồi chừa nó lại cỡ như đây đó, thì ở đây là cái mặt bầu này còn nhiêu đây nè, thì chừa nó lại lấp đất gì. Cứ ấy đi rồi xong rồi mình dưỡng rễ cho nó, cho nó lại thấy cái được. Cây mà nó bắn lên chừng nó bắt đầu mình lấy đất này nè, mình ốp vô là ốp vô lại, ốp vô lại đúng rồi, chính xác. Chứ thật ra ví dụ như gì nè, cái này mà vô mùa mưa á, vô mùa mưa thì cái mô cái bầu của mình nằm dưới đây, mà dưới đây nãy nè ba cái chất động này nó nhiều quá. Cái chất động này nhiều thì dẫn tới là gì, khi mà vô mùa mưa là mưa là nó nằm dưới đây giống như là động dũng vậy, khoanh cái chén dưới này thì nó ướt nhẹp thì dẫn tới nó rất là dễ bị thúi, nó gọi là thúi cổ hủ lỡ cổ gãy được chết gãy được từ luôn, nó tùm lum bệnh cho. Thì cơ bản vậy thì cứ lại ra hết đi, gài thì lại ra hết rồi xong là cổ khoảng là lại ra xong liền và tưới dưỡng rễ liền đi. Tại vì của mình là từ lúc trồng giờ mình chưa tưới lần nào, cứ lại ra xong mình tưới liền đi, tưới liền đi rồi mình lấy cái thằng hữu cơ đó, dạng như hữu cơ vi sinh đó, để vô cho nó ăn miếng để cho nó có cái đồ ăn nó bám lên, cho nó có đống miếng để ăn này, để cho nó có dinh dưỡng lên, cộng với cái dưỡng rễ tưới thì cái hồi tốc độ hồi phục nó lẹ hơn. Tôi cái này thì tôi gì biết thì... tôi tính là trồng tháp thôi, mà tại vì mình kêu người ta làm không, mình nói có người làm bị làm đông đó, người làm thay người làm khác. Đúng rồi. Đúng rồi. Nói chung khi mà làm thấy thua rồi. Làm cái này thì cái đội công nó phải có tâm. Hồi cấp ở trên kia cũng có ông chú y gan gì đó. Ông chồng ông mướn, ví dụ như 4 clip không? Là ông mướn 4 người chồng. Thì trong khi đó có 3 clip là nó sống y nguyên như vậy. Rồi có một cái clip là để xuống đen cái là có nghĩa là dở lên khoảng tầm 20 cây nguyên gốc rồi nó chết hết trơn luôn. Thì lúc là do cái công trồng á, cái công trồng ta đặt cái bầu đặt xuống đây nè, rồi lấy cái cục đất này để lên đây gì nè, đặt cái này xuống là nó bị chống chân. Chống chân là cái cây nó không có có rễ nó ra, nó không có cái đầu bám nhẵn có là nó qua tới trồng sâu trồng nữa, nó sao anh lên mô mà anh trồng sâu chứ? Bởi vậy mình tôi tính tổng cạn mà, tại muốn sao giờ nhiều người lúc rồi lúc chí tỷ với vậy. Bởi vậy có giờ thì cứ sửa lại rồi sao vậy đâu sao sâu chứ hả? Có biết đâu, mình tôi tới chi phủ luôn chứ mướn công mừng mà sạc hết. Cứ bây giờ cứ làm gì cái bầu nằm tuốt chị vậy chứ vậy làm hết luôn. Giờ lại về giờ sạc ra sẽ cây nào ấy sạc, ví dụ mình coi mình nghĩa là có thấy cái độ cao vậy nè. Mình ước lượng cái độ cao cây nào mà lùng quá như cây đó đó. Cây này là cây trên nè. Thì có nghĩa cây cao cây thấp gì mà cách trên bầu khoảng vài cm thôi. Để gì đâu chi phủ chứ mà. Cũng lâu cũng sâu. Nè tới nè. Không có cây này vậy cũng đã ổn. Cứ cây này cũng được phải không? Cây kia quá sâu. Đúng rồi, cây này cứ lại. Rồi vậy là ok nè. Rồi đó. Đó, tại vì khi ví dụ mình lại vậy phải không? Để mình tưới dưỡng rễ hoặc phân bón này kia xuống là nó hấp thụ
thủ liền. Có nghĩa là cây nào mà anh đạt yêu cầu là anh banh ra về đi. Banh về về. Sửa lại hết. Banh về từ từ mình lên rút mâu lại, nó lớn lại. Chừng nữa mà nó bắt được cái rễ xong rồi mình ấy lại. Còn cái này hai cái tược này mình cắt cái tược đi. Cắt bỏ được. Cắt bỏ tược đi. Nói chung về nguyên tắc thì hai cái tược nó dẫn lên, dẫn sống sinh trưởng phát triển bình thường được chứ không phải là tược. Nhưng mà là mình muốn là cho một cái tược cho nó lớn nó khỏe đi thì cái cây nữa sau này nè nó sẽ chắc hơn, tại vì hôm nay mình trồng ngoài ruộng nè. Cái này ví dụ như lên hai tược nữa, cái cây này bự lên là khoảng tầm này nè thì nó lên hai tược, gì ở đây là gió dặn cái nó xé cái cây luôn thì dẫn đến là cái cây khả năng chết nó cao lắm. Bởi vì cho nên là tính cái là cắt nó có tược nhiều nó nhiều. Cắt cái này nó ra nhảy cái khác trái nhiều, nhiều quá. Là cắt nào lấy từ đây nè. Mỗi mé đường trái ha anh năm. Cây này chắc thai quá hiền. Tha không được không? Không được. Cái này có gì? Tưới lại em con này, rồi đúng cũng khoảng tầm 5 ngày nữa cho mình tưới lại con cái nữa nha. Chứ cái này là cơ bản nó có nhiều không? Cơ bản là cái này nó lên hơi yếu. Đột vàng. Đột nó bạc màu chứ. Có cái nãy bên kia dịp sáp. Mới đâm ra. Mới bắt đầu đâm ra rồi. Đó. Để nó đừng có trời nó bị chân. Nó đóng á. Này giống như là xưa là trồng bằng á, rồi mới sắn ấp vô nè, đúng không? Không, một số cây, có nghĩa là cái ban đầu là giống vậy nè, là cái ban đầu có lỗ vậy nè, rồi để sơ dừa phân bồi cho cháu để xuống đây, rồi cái trộn lại, rồi cái mới phát lỗ ra gì, đặt cái cây xuống vậy, rồi xong mới lấy đất lại nè. Ập lên đây nè, mà ập lên cái nó cao giống như vậy đó. Đó. Sâu lúc rồi. Sâu này sâu nhiều. Sâu mốt sẽ có trường hợp nó bị lỡ củ rễ nữa. Cứ ban đại ra đi. Ban đại ra đi nó lòi được cái củ hủ lên cũng không sao, chứ lòi lại lên ha. Lấy cái miếng sắt về chứ miếng sắt nó cắn tới được cái mặt bầu là ok. Rồi tới được cái mặt bầu là ok cả đó. Cứ đứt cái rễ này nó sẽ ra cái rễ khác tới mặt bầu ok, cứ xạ ra hết đi. Mình dưỡng lại cái cây, yêu cầu thấy cái này mà nó lên được cái nó bắn lên mà cái lá này nó không vàng mà nó lá này nó lên xanh á là ok. Thì lúc đó mình xử cái phân bón vô. Còn giờ thì mình chỉ đi cho nó đi ăn được thì ăn cái vi sinh thôi. Giờ mình chỉ cho nó ăn cái vi sinh với cái dưỡng rễ vô. Rồi đảm bảo cái này hay cẩn lên. Tôi 6-7 người giờ trồng. Đông lắm. Thôi. Hồi lúc trước làm ông ở trên nội ổng đi vòng vòng ổng xách bầu để ổng gửi cho người ta nằm ở trên Thiện Trung á, có chứ cũng cái chú đó cũng lớn tuổi rồi, mướn 4 người trồng 4 lít mà 3 lít là nó sống, còn lít 1 là nó chết ngắt luôn. Cây phủ chứ hả? Nó thay 20 cây, nói chung là nó cũng là nó ở trên, nó không phải sâu mà nằm trên nền luôn. Là cho phép chân lỗ ta đặt xuống cái, rồi ta đặt cái cục đất bự này nè, đặt xuống cái mới đặt cái bầu vô rồi mới ốp vô gì nè, cái nó bị hụt cái chân hụt nó chân. Chống á, rồi nó không có cái độ bám. Tôi làm là tôi sợ lắm nha, đất này mà khi chặt đó là nó chết là phải tầm tháng trời. Tôi làm những nhất là nhuyễn lắm, rồi tôi tổn mình cho đều mình tạo ngủ mình đây cho nó đừng có tắm mới cái này hồi cấp giờ mình thử mình đó mới kêu sắn đất rồi đất tiêu thêm đó hả? Nó nói tôi nói còn mai thêm đó không có mà gốc mít á cái đất nó dục luôn thêm nữa hả? Không mấy ông mình mới là nó làm sáng đó mới làm đó. Sợ lại đi, không sao. Bây giờ không bành ra mà thêm. Không có rễ nó ra được nhưng mà nó đảm bảo này hai có bởi vậy bởi vậy có tôi nói lên đây có gì có rồi, đó thì nó dẫn cái phân khúc gì đó thì nó dẫn rồi. Rồi, nó dẫn tôi có đi lấy thì nó cũng nhỏ.